Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 51. Triệu lão thái gia hiền lành nhìn hắn, chậm rãi ngâm bài thơ. Nhiều năm tạo thành đại thụ, một khi bị dây leo quấn quanh, ai có thể thoát khỏi ràng buộc, nhìn thấy hoa cao tuyệt đỉnh. Đây là bài thơ nói về cây bị dây leo quấn quanh, không thể cao lớn. Người trừ đi ràng buộc, từ đó có thể bay xa ngàn dặm. Tổ phụ vi hình như cây, còn quý anh anh là dây leo cản trở. Tay triệu tu duyên run lên, nước trà từ trong chén bắn ra ngoài. Mặt hắn đầu tiên tái nhợt, sau đó đỏ bừng, nhanh chóng quỳ trước mặt triệu lão thái gia. Tổ phụ, ngài nghi ngờ tài nghệ trước cẩm của nhị lang sao? Nếu không có quý anh anh phối màu, hắn không thể dệt ra gấm tốt. Tổ phụ có ý này sao? Lúc này Triệu Tu Duyên cảm thấy hối hận không hiểu. Nếu vì quý anh anh một lần nữa phối màu mà làm tổ phụ nghi ngờ năng lực của mình, hắn tuyệt đối sẽ không dùng nàng để phối màu cho sợi tơ dệt ngấm. Hắn vốn đã bắt đầu công việc, để đảm bảo đoạt được cẩm vương, hắn mới lắp ráp lại máy dệt, một lần nữa dệt bằng máy. Không, đây không phải lỗi của hắn, hắn tuyệt đối không thể vì vậy mà từ bỏ tư chất kế nhiệm gia chủ. Triệu Tu Duyên ngừng đầu lên, trầm giọng nói. Có lẽ cảm giác về sắc thái của ta không bằng quý nhị nương. Tổ phụ cũng đã thấy nàng thêu khăn gấm, không nhiều người có thể giỏi hơn nàng. Nhị lang nghĩ rằng, gia chủ triệu gia chỉ cần truyền thừa đan pháp tài nghệ của triệu gia, hiểu cách biện luận và biết về gấm. Quan trọng hơn là có thể nghiên cứu và chế tạo bước tiến mới trong gấm, mới có thể giúp gấm triệu gia phát triển. Nói hay, triệu lão thái gia nở nụ cười ông nhìn kỹ từng biểu hiện của triệu tu duyên ông không mắt lời triệu tu duyên cũng không kịp thời nói cho hắn biết rằng hắn đã hiểu sai tổ phụ nở nụ cười không nghĩa là hắn không nói sai triệu tu duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm nhị lang tổ phụ không nghi ngờ năng lực của ngươi nếu không phải nghi ngờ hắn dựa vào quý anh anh để phối màu thì tại sao lại xem nàng là trở ngại cho sự phát triển của mình triệu tu duyên kinh ngạc bật thốt tổ phụ không phải là đã biết nàng, người hãy nghe ta nói. Triệu lão thái gia ngắt lời hắn, ra hiệu cho triệu tu duyên ngồi dậy, ánh mắt nghiêm nghỉ. nghị. Nhị lang, triệu gia lần cuối đoạt được cẩm vương đã là chuyện 26 năm trước. Năm nay ngươi dệt gấm là cơ hội tốt nhất trong những năm gần đây để đoạt lại cẩm vương. Từ ý tưởng, máy dệt, đến phối màu tuyệt diệu, tất cả đều đạt đến đỉnh cao của gấm triệu gia. Tổ phụ ra rồi, Tâm nguyện duy nhất là đường chứng kiến triệu gia đoạt lại cẩm vương trước khi nhắm mắt. Những điều này triệu tu duyên đều hiểu, trong đầu hắn vừa suy nghĩ lại, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ dương gia năm nay đã nghiên cứu ra phương pháp mới để chế tạo gấm? Tạm tang văn minh ở thục bắt nguồn từ rất sớm, cổ thục quốc có vị tiên vương đầu tiên nuôi tằm, nghe nói tên gọi của ông xuất phát từ việc ông dạy dân chúng nuôi tằm. Đến thời xuân thu chiến quốc, Thượng thư ghi lại rằng thành đô sản xuất gấm được gọi là gấm tứ xuyên. Đến đời Hán, nghề dệt gấm ở thành đô phát triển mạnh mẽ, triều đại Hán đặt cơ quan quản lý gấm ở thành đô. Nghề dệt gấm thịnh vượng, máy dệt trong thành phối hợp nhịp nhàng. Gấm tứ xuyên ngày càng phong phú đa dạng. Mỗi loại gấm mới xuất hiện đều mang lại ý nghĩa tài phú và danh vọng cho người làm nghề dệt gấm. Năm nay triệu gia nhờ vào quý anh anh nghĩ ra phối màu mới mà cảm thấy có thể đoạt được cẩm vương. Nếu dương gia hàng năm đều dệt ra gấm mới, thì chiến thắng sẽ trở thành con số 2 năm một lần. Triệu lão thái gia trầm giọng nói. Tất cả các hộ dệt gấm đều dõi theo dương gia. Nếu không chắc thắng, dương gia sẽ không sớm tiết lộ loại gấm gì họ sẽ dệt năm nay. Nhị lang, dù triệu và dương gia có ý mới năm nay, thì cũng chỉ ngang nhau. Dương Gia có quan hệ thông gia với đại sứ trong kinh đan nhiễm cục, chủ mẫu của Dương Gia có anh trai làm quan ở châu phủ Nha Môn. Triệu Gia không thể so với Dương Gia về quyền thế. Cuối cùng, lời nói của Triệu Lão Thái Gia vòng lại vấn đề của Triệu Tu Duyên. Vì muốn đoạt được cẩm vương, tổ phụ đã bỏ qua việc đám hỏi với quý gia. Triệu Tu Duyên nghe đến đây liền hiểu ý tổ phụ, tổ phụ muốn định thân sự với con gái của quan lại. Anh anh sẽ ra sao? nàng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với hắn. Trong phút chốc, lòng hắn chợt lạnh, cảm giác đau nhói lan tỏa từ trong lòng. Hắn còn trẻ, bỏ qua một lần cầm vương, hắn còn thời gian và cơ hội. Bỏ lỡ quý anh anh, cả đời này hắn còn có thể hạnh phúc sao? Thời gian trong quá trình dệt gấm cứ thế trôi qua, gấm từng tấc được dệt thành hình, giống như quý anh anh từng bước đến gần. Gấm đã dệt xong, nàng rõ ràng có thể chạm tay đến hắn lại muốn quay lưng tổ phụ nghĩ lại triệu tu duyên lại một lần nữa quỳ trước triệu lão thái gia đầu lắc lư dương gia có thế nhưng đoạt được cẩm vương cũng rõ ràng là thắng tôn nhi không tin rằng việc đám hỏi với quan gia có thể làm thay đổi điều đó trước mắt mọi người đừng nói đến việc người trong nghề dệt gấm không phục ngay cả khi triệu gia đoạt được cẩm vương cũng sẽ mất danh tiếng hôn sự này liên quan đến cả đời tôn nhi một chiếc chén trà đổ lên mặt hắn, triệu lão thái gia nặng nề đặt ly xuống, giận dữ nói. Triệu gia có thể thắng một cách mờ ám để đoạt cầm vương sao? Nước trà nhỏ giọt xuống, triệu tu duyên không bị chén trà này làm tỉnh, hắn nhìn tổ phụ, mím chặt môi. Hắn có nói sai sao? Triệu lão thái gia cuối cùng cũng thưởng thức tôn nhi này, giọng nói hòa hoãn. Lão phu nói chưa đủ rõ sao? Nếu triệu và dương gia không phân thắng bại, dương gia có thế? còn chịu ra không ngươi cam tâm từ đó không bao giờ chạm đến cẩm vương nữa ích chúc phủ thuộc về tây xuyên tiết độ sứ quản lý thái thú của châu phủ nghe lệnh của tiết độ sứ chính phó đô đốc đều là người thân tín của tiết độ sứ người mà ngươi đính hôn là con gái của phó đô đốc tây xuyên như gia tiểu nương tử trong triều đan nhiễm cục ở trường an ngoài tầm tay với dương thạch thì huynh dài chỉ là quan ghi chép nhỏ ở châu phủ nha môn với quyền thế của Ngưu gia và bức cẩm họa do ngươi tự tay dệt, cẩm vương sẽ nằm trong tay triệu gia. Lời của ông khiến triệu tu duyên á khẩu không trả lời được. Hắn thừa nhận tổ phụ đã đám hỏi với Ngưu gia để dựa vào quyền thế nhằm đoạt được cẩm vương. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ hạnh phúc sắp đến tay. Hắn cầu khẩn nhìn tổ phụ, giọng nói dần dần yếu đi. Tại sao phải là con đi đám hỏi? Triệu gia không chỉ có một mình con là con trai trưởng, Triệu lão thái gia cười khẩy nói. Triệu gia dù có tiền, cũng chỉ là một thương hồ. Nếu không phải là con trai trưởng kế nhiệm gia chủ, như gia dựa vào đâu muốn ủy khuất con gái mình. Như đô đốc đã nói rõ, đợi triệu gia đoạt được cẩm vương, mới công khai chuyện đám hỏi của hai nhà. Ông ấy muốn con gái mình được gả cho tân cẩm vương trong vinh quang. Tổ phụ, tất cả những điều này đều là suy đoán của ngài. Ngài đã thấy ta dệt gấm, không cần đến quyền thế của Ngưu gia, chúng ta cũng có thể thắng được cẩm vương. Nhất định có thể thắng được cẩm vương. Ta cần phải cẩn thận. Chỉ vì bức cây cẩm trướng của Dương Gia, phải hy sinh nhân duyên của Tôn Nhi sao? Nếu như đám hỏi với Ngưu Gia mà vẫn không đoạt được cẩm vương, chẳng lẽ lại hủy hôn sao? Triệu Gia có dám đắc tội với nhưu Đô Đốc sao? Một ly trà nữa đổ lên đầu, cắt đứt tiếng gào thét của Triệu Tu Duyên. Triệu Lão Thái Gia lạnh lùng nói nếu như lời nói của ta vẫn không thể làm ngươi tỉnh táo, Lão Phu không ngại nói thẳng. Nếu ngươi vì tình yêu mà không cần cầm vương, Lão Phu sẵn sàng lấy một nửa ra tài đền bù tổn thất cho Ngưu Gia, cũng sẽ cho ngươi rút khỏi hôn sự này. Tuy nhiên, Đại Phòng sẽ từ đó rút khỏi tranh đoạt gia chủ, chuyển ra Nguyệt Cầm Đường. chương 52 Triệu Tu Duyên tỏ vẻ kinh hãi. Đại Lang tuy không tài hoa bằng ngươi, nhưng ổn định hơn. Triệu gia giao cho nhị phòng làm chủ, còn hơn để ngươi bị một nữ tử giảng buộc mà mất tiền đồ triệu lão thái gia nói xong phải tay áo bỏ đi triệu tu duyên ngã ngồi trên chiếu mi tâm dần nhíu chặt hình thành một khe rãnh sâu hắn nhắm mắt lại lầm bầm vì sao phải ép ta như vậy tổ phụ đặt ra một vấn đề khó khăn cho hắn giữ vị trí gia chủ của đại phòng hoặc rút khỏi trung tâm quyền lực của triệu gia lựa chọn cưới tiểu nương từ như gia hoặc là quý anh anh phụ thân và hai vị thúc phụ đều là những người tài nghệ bình thường. Do có danh phận trường tử, tổ phụ khỏe mạnh, nên quyết định phụ thân kế nhiệm gia chủ. Triệu Tu Duyên nhớ lại, năm ấy khi hắn qua 10 tuổi, mẫu thân tổ chức sinh nhật, mặc áo gấm đỏ thẫm đan hoa thạch lựu, tóc búi cao hơn thước. Ánh nắng chiếu lên kim sức, gương mặt mẫu thân sáng rực rỡ. Tam thúc mượn rượu phát tác, trách cha mẹ vì làm giàu túi tiền riêng mà không đủ tiền tặng châm cài vòng tay cho vợ mới cưới của mình. Tổ phụ lúc đó liền cho người mang một hộp bảo thạch tặng mẫu thân làm trang sức, nhàn nhạt, nhạt, nói. Phu nhân của gia chủ triệu gia, phải sống xa hoa, đó cũng là thể diện của triệu gia. Triệu gia, với truyền thống mạnh ăn yếu thua, đã đứng vững suốt trăm năm qua. Đại phòng mãi mãi rốt khỏi cuộc tranh đoạt gia chủ, chuyển ra nguyệt cầm đường sẽ bị mọi người chịu ra khinh thường. Dù trước kia quang cảnh thế nào, chỉ trong chốc lát sẽ thành dưới chân bùn. Không có gia tộc trông đỡ, tài nghệ giỏi hơn cũng chỉ là thợ thủ công bị gia chủ ép buộc. Triệu tu duyên cắn chặt răng, gò má khẽ nhô lên. Anh anh, người chắc chắn không hiểu. Cái tên quý anh anh thoát ra từ miệng hắn, giọng nghẹn ngào. Triệu tu duyên thật muốn khóc lớn một hồi. Hắn ngồi yên, hy vọng tổ phụ sẽ đến nói với hắn. Nhị lang, không cần thương tâm, tổ phụ sẽ suy nghĩ lại. Ánh mặt trời từ từ dịch chuyển từ bên hắn ra cửa. Trời chiều nhạt dần trong bóng tối, ánh nắng chiếu lên nước trà đã nguội, để lại những vết loang lổ trên áo. Trong nguyệt cầm đường, triệu thân thị đợi lâu đến nôn nóng, triệu bình được dặn dò chạy đến viện tiếng thông reo tìm triệu tu duyên. Triệu An ngồi trồm hổm ngoài hành lang gấp khúc, chờ Triệu Bình ngồi xuống bên cạnh, miệng lầm bầm. Triệu Bình dướn cổ nhìn, lang quân nhà mình ngồi trồm hồm trước bàn trà như một pho tượng đá. Hắn biết chắc hôn sự dẫn đến tranh chấp tổ tôn, không dám vào bẩm báo, đành cùng Triệu An chờ bên ngoài. Ánh nến dần dần sáng lên, Triệu Tu Duyên đờ đẫn nhìn. Triệu Lão Thái Gia giơ cây nến đứng trước mặt hắn. Người đã suy nghĩ thông suốt chưa? Triệu Tu Duyên đôi môi rung động, hai hàng nước mắt lăn xuống. Hắn phục dập đầu, sống lưng run rẩy dữ dội, giữa hàm răng bức ra tiếng nói khàn khàn. Vậy do tổ phụ quyết định. Hắn không ngừng đầu, nước mắt rơi xuống thảm, để lại hai vết nước. Trong lòng hắn nhẹ giọng nói với quý anh anh. Ngươi chỉ được phép khóc một chút thôi, vì ta không còn cách nào dụ dỗ ngươi nữa. Triệu lão thái gia nhìn xuống hắn, thở dài nói. Đi theo ta vào thư phòng. Đi thư phòng để làm gì? Triệu tu duyên mỉa mai nghĩ, chẳng lẽ bắt mình ký tên đồng ý lập thê? Hắn đứng dậy, chân tê cứng vì ngồi trồm hỗn quá lâu, suýt chút nữa ngã. Hắn đứng một lúc, thấy hai người hầu bên cửa thần sắc khẩn trương, phân phó. Nói lão thái gia giữ ta lại có việc, bảo phu nhân không cần đợi. Thấy triệu tu duyên khập khiễng theo sau triệu lão thái gia vào thư phòng, triệu an thấp giọng nói. Ta khuyên ngươi đừng nịnh nọt cả hai bên. Lang quân nói gì thì cứ làm theo, muốn chết đừng liên lụy ta. Triệu Bình ngẩn người, Triệu Thân Thị đã dặn hắn hỏi thăm xem ở viện tiếng thông gieo xảy ra chuyện gì. Nghe Triệu An nói vậy, hắn nhớ lại lần bị Triệu Tu Duyên đá vào hoán hoa khê, không khỏi dùng mình. Cảm ơn nhắc nhở. Nói xong vội vã đi. Hôm nay Nhi Từ từ tàng chân các trở về, Triệu Thân Thị chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, nhưng không có tác dụng gì. Nàng không hỏi được gì từ miệng Triệu Bình, triệu thân thị trong lòng sinh nghi, phân phó bà tử trên cửa để ý. Triệu tu duyên nửa đêm mới trở lại đằng viên, bà tử vội vàng bẩm báo với cố ma ma. Triệu thân thị đã nằm ngủ nhưng không ngủ được, khoác áo ngồi dậy. Bà vú, lão thái gia giữ nhị lang lâu như vậy. Có thể nào nghe theo nhị lang, đổi ý về hôn sự với nghiêu gia không? Cố ma ma thắp đèn, cười nói. Đây là phủ đô đốc, lão thái gia sẽ không để nhị lang quân bị liên lụy. Triệu thân thị khuôn mặt đầy u sầu. Ta cảm thấy bất ổn, chỉ sợ nhị lang hận ta. Nhớ tới nhục nhã của quý gia, cố ma ma trong lòng hà hê nghĩ, quý nhị nương ngươi dù có lớn lối, cuối cùng cũng không làm thiếu phu nhân nhà ta. Nàng nghĩ tới quý anh anh thương tâm thất vọng, trong lòng không khỏi vui sướng. Cửa hôn sự này không phải do phu nhân quyết định. Phu nhân cũng là phụ mệnh lão thái gia, nhị lang quân sao có thể không phân tốt xấu mà oán giận phu nhân được. Lời nói là vậy, ta cũng không truyền chút tin tức nào cho nhị lang, hắn coi quý nhị nương như bảo bối. Nói đến đây, triệu thân thị lại cao hứng. Quý nhị nương sao so được với nương tử đô đốc gia. Lão thái gia lần này cuối cùng cũng thuận lòng ta. Cố ma ma cười nói. Phu nhân nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải vào thành xem đấu gấm xiêm mi và trang sức của ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày mai sẽ là ngày tốt lành khi triệu gia đoạt được cẩm vương, là ngày nàng triệu thân thị lấy quang cảnh của chủ mẫu trước mặt mọi người. Dù biết cố mama đã chuẩn bị xong, triệu thân thị vẫn không yên tâm hỏi lại một lần, rồi mới an tâm ngủ. Triệu tu duyên không chút buồn ngủ, hắn không đốt đèn, lặng lẽ đứng ở lầu hai đằng viên, nhìn về phía quý gia cách một con phố. Cây hoàng giác rụng nửa lá khô quý anh anh nhìn qua viện càng thêm rõ ràng một ngọn đèn sáng mãi không tắt anh anh người cũng không ngủ à triệu tu duyên tựa cửa sổ hận không thể mọc cánh bay qua hắn nhớ lại khi đứng đây thấy quý anh anh mở cửa sổ khuê phòng vẫy tay về phía hắn hắn lẩm bẩm anh anh ngày mai ta có thể gặp ngươi nhưng ta lại sợ gặp ngươi ta không dám đốt đèn không dám để ngươi biết ta ở đây ánh đèn sáng rực triệu tu duyên dựa vào cửa sổ lưu luyến nhìn ánh sáng này tưởng như quý anh anh đang ở trước mặt hắn gió thu thổi tới mang theo cảm giác dùng mình sâu sắc nương tử nghỉ ngơi đi nếu không sáng mai phu nhân sẽ không cho ngươi đi xem đấu gấm lăng nhi nhỏ giọng khuyên quý anh anh gục xuống bàn nhìn mọn nến chảy ta chỉ chờ đêm nay nếu hắn tuyệt tình đến vậy ta sẽ không nhớ thương nữa tường nhi đứng ở cửa phòng nhìn về hướng đằng viên, chạy vào, buồn bã nói. Nương tử, không có ánh sáng đâu. Quý anh anh cắn môi ngẩn ngơ, nhanh chóng chạy ra cửa phòng. Nàng đứng trong sân nhìn về phía đằng viên. Đằng viên lầu đứng lặng trong bóng đêm. Trước kia, mỗi khi triệu tu duyên đan xong gấm, đều thắp một chiếc đèn báo cho nàng biết hắn đã ra khỏi đan phường. Từ khi hắn 12 tuổi, thói quen này kéo dài suốt 6 năm chưa từng thay đổi đấu gấm cần phải sớm đưa vào thành. Nếu triệu tu duyên đi đưa gấm, hắn không thể nào không sai người đến quý gia báo một tiếng. Nếu hắn ở nhà, dù không có ở đảng viên, cũng sẽ cho người thắp một chiếc đèn báo cho nàng biết. Trừ phi, hắn đã đồng ý hôn sự với nhiều gia. Nương tử, đêm khuya sương lạnh, coi chừng bị lạnh. Làng nhì run run khoác áo choàng lên người nàng. Quý anh anh ngước lên, mặt không nhúc nhích. Đột nhiên, gió thổi tan một mảnh mây trắng, lộ ra ánh trăng rằm trắng bệch. Trên cao ở cửa sổ đằng viên, rõ ràng có một bóng dáng. Quý anh anh ngẩn ra, nở nụ cười, vừa cười vừa bước vào nhà. Triệu tu duyên, người ở đó, người quả nhiên biết rõ, nên người trột giả không dám đốt đèn. Nàng đứng ở cửa phòng thiêu, kinh ngạc nhìn ngọn nến trên kỳ. Mang nó đến. Làng nhì bưng nến tới, quý anh anh phồng má thổi tắt nàng sẽ không bao giờ thắp lại ngọn đèn này nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 53 Đỗ Phủ có câu thơ Buổi sớm ngắm hồng ướt, hoa nặng gấm thành Đời sau vì thế dùng Gấm thành Để chỉ thành đô, lúc này, gấm thành là khu vực đan phường cũ bên trong thành Ích Châu. Đây vốn là nơi triều đình nhà Hán kiểm soát các phường đan lớn. Hiện tại, thành Ích Châu là nơi hội của ngành nghề chức cầm. Lý ứng thời Đông Hán trong Ích Châu Ký viết rằng Gấm thành ở phía nam của Ích Châu, về phía đông của cầu Trách, lưu bên bờ sông Nam, xưa kia là nơi thuộc gấm quan. Bên trong hào gấm, thành dòng như tranh vẽ. Gấm quan thành tọa lạc ở phía nam, cạnh bờ sông. Nghe nói, khi chọn địa điểm này, là vì nước sông ở đây không ổn định. Tả tư trong Thục đều phú Ghi lại Gấm phủ khắp thành, màu sắc sóng sông lại có thơ tả. Gấm trải khắp hai bờ sông hoa, gió xuân thổi tung cát vàng. Nữ lang cắt xong gấm nguyên ương, mang ra giữa dòng dưới ánh chiều tà. Khi mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều chiếu cao, gấm tứ xuyên và hình ảnh phản chiếu trong dòng sông hòa quyện với ánh nắng chiều, giống như một bức tranh dài từ từ mở ra trong nước. Gấm tứ xuyên sau khi đan thành cần được tẩy trắng trong nước sông để loại bỏ tạp chất bám trên tơ, làm cho gấm thêm bóng loáng. Mọi người phát hiện, đoạn nước sông này tẩy trắng gấm tứ xuyên khác với nơi khác, làm cho đường vân trên gấm rõ ràng hơn và màu sắc tươi đẹp hơn. Địa chỉ cũ của gấm Quan Thành còn được gọi là gấm Trong. Đoạn sông phía nam này được gọi là Trạc gấm Giang. Người làm nghề chức cầm rất nhiều. Theo yêu cầu của hội, mỗi hộ làm gấm phải có 300 khung cửi mới được tham gia đấu gấm. Gấm được đưa vào gấm Quan Thành để trải qua một vòng loại trước sau đó chọn ra 10 tấm gấm tốt nhất vào chung kết. Buổi sáng khi chưa chọn được gấm tham gia chung kết, người xem đã đến đông đúc, náo nhiệt quanh khu vực gấm quan thành. Ngày mùng 9 tháng 10 hôm đó, thời tiết trong xanh. Nắng thu ấm áp, lòng người vui vẻ. Gấm quan thành và bờ sông phía nam trở thành điểm đến lý tưởng cho ngày thu đẹp trời. Trong vùng đất thục ấm áp, bờ sông phía nam xanh tươi hoa cỏ. Nhiều nông dân chuyên trồng hoa mỗi năm đến lúc đấu gấm mang theo hoa và cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng, hy vọng bán được giá tốt. Người bán hàng rong cũng không bỏ lỡ cơ hội, đẩy xe bán hàng khắp nơi. Nhà họ quý dừng lại xem phường nhuộm, rồi quý diệu đình dẫn quý anh anh vào thành. Xe ngựa chưa đến gấm quan thành đã bị dòng người từ bốn phương tám hướng kéo đến chặn đường. Quý phu dừng xe. Đại lang và nhị nương tử, các người xuống xe ở đây. Đi dạo một chút, đến trưa khi quan gia mở ra, các người lại đi xem náo nhiệt. Nghe lời quý thúc. Quý Diệu Đình cười nói, rồi quay lại xe và nói với em gái. Muội muội, chúng ta từ từ đi dạo. Quý anh anh đỡ Lăng Nhi xuống xe, dù đã được chăm sóc hai ngày, nhưng vẫn chưa hồi phục lại sức khỏe. Tối qua nàng ngủ muộn, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Nàng không muốn dùng son phấn, chỉ tôi nhẹ một lớp mỏng, trông như tránh đi sự xa hoa của son phấn nhìn nàng yếu đuối khiến người ta thương cảm anh anh chúng ta không tham gia đấu gấm không cần phải vội cứ từ từ đi bộ mệt thì ghé quán trà ven đường nghỉ chân quý diệu đình lo lắng hào sảng vỗ vỗ túi tiền bên hông hôm nay ca ca mang theo tiền em thích gì mua cho em quý anh anh cười trêu ca ca không sợ em dùng hết tiền của chị dâu sao thấy nàng nói đùa quý diệu đình nhẹ nhõm cười nói muội muội chỉ có một lời vừa ra lại thấy không đúng nghĩ đến vợ mình ở đâu hắn sửa lại em sớm muộn cũng lấy chồng không biết còn cơ hội dùng tiền của ca không nói xong lại thấy không đúng quý diệu đình quyết nói dù sao em cứ thoải mái dùng ca không tiếc nói xong hắn lén nhìn xem quý anh anh có giận không quý anh anh và lăng nhi cười không ngớt cố tình không nhìn hắn đi về phía trước nơi náo nhiệt Chỗ đỗ xe nằm trên gò đất cạnh bờ sông, người đến xem đấu gấm đều đỗ xe ở đây rồi đi bộ. Chưa đi được mấy bước, một đám người cưỡi ngựa cao lớn lao tới. Quý Diệu Đình sợ hãi, bước lên một bước kéo Quý Anh Anh ra phía sau lưng. Vùng đất thuộc nhiều núi, ngựa ở đây nhỏ và chắc khỏe, tiện lợi di chuyển trên đường núi. Đám người kia cả người hầu cưỡi ngựa cao gấp đôi ngựa bản địa. Đó là ngựa đại huyên hoặc ngựa mua từ quan ngoài chỉ cần nhìn ngửa biết ngay họ là người giàu có dân chúng xung quanh vội vã tránh lui chu thất lang ngồi trên ngửa từ trên cao nhìn xung quanh ánh mắt hắn dừng lại trên một tiểu nương từ diễm lệ chỉ thoáng nhìn một cái hắn đã phát hiện quý anh anh đang đứng sau lưng quý diệu đình nàng mặc xiêm y màu hồng phấn áo tay ngắn màu hạnh quần trắng phác họa thân hình yểu điệu tóc búi ô truy buộc bằng duy băng hồng phấn cắm một cây châm hoa bằng kim loại. Tất cả càng làm nổi bật cổ trắng noãn thon dài, như nhụy hoa lan thỏ ra. Chu thất lang nuốt nước miếng, vừa hận vừa yêu. Tứ lang, thấy tiểu nương tử kia không? Lần trước cũng vì nàng mà ta bị đánh. Dương tĩnh đình, tứ lang dương ra ra nhị phòng, nghe tiếng nhìn sang, mê đắm nói. Bị tiểu nương tử như vậy đánh, lòng cũng mau sống lại. Đi đi, lần trước không để ta nếm thử, Lần này không thể để nàng chạy. Chu Thất Lang hạ quyết tâm, kéo Dương Tứ Lang dì tai, rồi thở dài hành lễ. "Tứ ca, giúp tiểu đệ một lần." Dương Tứ Lang nhíu mày, cười xấu xa, "Ngươi xong chuyện rồi, đừng quên ta." "Được, không thành vấn đề. Thành người của ta, nàng sẽ nhanh chóng rót rượu cho Tứ ca." Chu Thất Lang lập tức đáp ứng. "Một lời đã định, giá." Dương Tứ Lang trước tiên phóng ngựa, dưới háng tuấn mã hí vang đuổi theo bóng lưng của huynh muội quý gia. Trên ngựa, hắn hét lớn, "Tránh ra, mau tránh ra." Người hầu của hắn cũng la to theo sau. Chu Thất Lang cười tà, mang theo hai gã người hầu của mình vội vàng đi theo. Đám công tử bột này văn không thành, võ cũng không. Chơi môn polo, săn bắn luyện ra kỹ năng cưỡi ngựa đều hạng nhất. Hai người một trước một sau, trong chốc lát đã vây huynh muội quý gia tiếng chân ngựa như sấm rền vang trên đầu quý diệu đình. Khi hắn kịp phản ứng, quay đầu lại, đầu ngựa cao lớn đã xuất hiện trước mắt. Dương Tứ Lang nhẹ nhàng nâng dây cương, ngựa lướt qua người quý diệu đình, dễ dàng ngăn cách hắn và quý anh anh. Xin lỗi, ngựa kinh hoàng, suýt nữa làm huynh đài bị thương. Dương Tứ Lang chắp tay xin lỗi, vẻ mặt chân thành. Quý Diệu Đình vội vàng chắp tay nói không sao, dướn cổ tìm em gái tầm mắt bị ngựa cao lớn và dương tứ lang chắn bất chợt nghe tiếng tương nhi hét lên nương tử quý diệu đình lo lắng hét lên muội muội trước mặt bị dương tứ lang chắn phía sau là người hầu của dương tứ lang khi dương tứ lang cuối cùng đuổi ngựa đi xa quý diệu đình chỉ thấy lăng nhi đứng khóc không ngừng nương tử đâu quý diệu đình nắm lấy tay lăng nhi gấp gáp hỏi lăng nhi hoảng loạn lắc đầu có ngựa xông qua trong chốc lát nô tỳ bị tách khỏi nương tử xung quanh đều là ngựa nô tỳ không thấy nương tử đâu đầu óc quý diệu đình vang lên muội muội mất rồi lúc này có người ven đường nhỏ giọng nhắc nhở ta thấy có người cưỡi ngựa mang theo vị tiểu nương tử đi về phía kia cưỡi ngựa mang theo muội muội đi quý diệu đình như bị kích thích xoay người thấy dương tứ lang đã xuống ngựa không suy nghĩ gì xông tới nắm vạt áo hắn nói Ai mang muội muội ta đi? Chương 54. Dương Tứ Lang nghiêng đầu, gương mặt đầy vẻ khinh thường. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Quý Diệu Đình, nói: "Muội muội ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, đừng ăn nói lung tung dính vào ta." Người hầu của hắn không cho Quý Diệu Đình cơ hội suy nghĩ, nhanh chóng tiến lên kéo hắn ra. Dương Tứ Lang chỉnh lại tà áo, nghĩ thầm rằng lần này Chu Thất Lang sẽ thành công hắn nhìn quý diệu đình đang yếu ớt dãy rủa trong tay người hầu cười khẩy nói tiểu tử ta khuyên ngươi nên bình tĩnh hôm nay tâm trạng ta tốt không chấp nhận hắn xoay người rời đi người hầu hung hăng đầy quý diệu đình ngã xuống đất rồi vênh váo đi theo chủ nhân làng nhi tiến lên đỡ quý diệu đình dậy phủi bụi đất trên người hắn và lo lắng hỏi đại lang quân ngươi có sao không quý diệu đình đẩy nàng ra lao về phía dương tứ lang một cú đấm bất ngờ phóng tới máu phun ra quý diệu đình chỉ kịp thấy tối sầm rồi ngã xuống đất dương tứ lang xoay người tức giận quát dám đánh lén ta đánh hắn cho ta những người hầu khỏe mạnh lập tức xông lên quý diệu đình nghe tiếng lăng nhi thét chói tai nhìn thấy chân bị đạp ôm đầu nhắm mắt lại nhưng không có cú đánh nào trúng hắn hắn ngạc nhiên mở mắt ra trước mắt là một bức tranh màu lam hoa gấm hắn ngẩng đầu thấy Dương Tĩnh Nguyên đứng khoanh tay nhìn hắn, cười rạng rỡ Tam ca, người này không lý do gì muốn đánh ta, sao ngươi lại giúp hắn? Thấy người đẩy mình ra là Dương Tĩnh Nguyên, lửa giận của Dương Tứ lang tan biến, thay vào đó là một cảm giác căm hận. Hai người chỉ chênh nhau nửa tuổi, từ nhỏ, Dương Tĩnh Đình đã ghét Dương Tĩnh Nguyên, khi hắn bị mẹ, bà Châu, dùng chổi lông gà đánh đuổi vào đan phòng. Dương Tĩnh Nguyên ở bên cạnh ăn đường xem cảnh vui. Khi lớn lên, hiểu được sự khác biệt giữa con chính và con thứ, hắn phát hiện đại ca Dương Tĩnh Sơn đã ngồi vững ở vị trí gia chủ. Hai anh cả của đại phòng nắm chặt việc kinh doanh của Dương gia, còn hắn học nghề dệt vải chẳng có ích gì. Lúc này, Dương Tĩnh Nguyên bái thanh thành đạo sĩ học võ, không ai dám bắt nạt. Đại ba mẫu lại có nhiều tiền bạc cung cấp cho hắn chi tiêu. Tiêu pha hào phóng, Quanh Dương Tĩnh Uyên luôn có người vây quanh như ông bám mật. Hắn không cần làm gì, chỉ cần không gây chuyện, đã là bảo bối của đại bá mẫu. Còn bản thân hắn thì sao? Không đẹp trai bằng Dương Tĩnh Uyên, tiền cũng không nhiều bằng. Muốn vui chơi, cha mẹ ở nhà hận không thể choi hắn trong cửa hàng. Hắn là con trai trưởng của nhị phòng Dương gia, sống còn không bằng một đứa con vợ lẽ. Còn không thể chọc vào hắn Dương Tĩnh Đình trong lòng vô cùng khó chịu. Muội muội ta bị bọn họ cưỡi ngựa chia cắt, có người thấy bị bắt đi. Hai chân không thể đuổi kịp bốn chân ngựa, chỉ có bám víu vào người này mới có thể nhanh chóng tìm được quý anh anh. Quý Diệu Đình từ dưới đất đứng lên, kích động hướng về Dương Tĩnh Uyên kêu. Quý anh anh bị bắt đi. Dương Tĩnh Uyên mắt hơi co lại, đuổi theo Dương Tứ Lang Quát. Ngươi không phải ra ngoài cùng Chu Thất Lang sao? Hắn đâu? Hắn. Ồ, vừa rồi còn ở đây, ta không biết rõ. Dương tĩnh đình cố chấp phủ nhận, dù sao không phải ta bắt người, ta không thừa nhận. Chắc chắn là chu thất lang, dương tĩnh uyên siết chặt nắm tay, ngón tay kêu răng rắc. Hắn quay người lên ngựa, hỏi quý diệu đình. Họ đi hướng nào? Quý diệu đình chỉ tay, kêu lên. Ta cùng đi với ngươi. Vừa dứt lời, từ xa đã thấy ba con ngựa chạy tới. Chu thất lang toàn thân dơ bẩn, hắn từ xa kêu lên tứ ca ta bị đánh dương tĩnh uyên thúc ngựa tiến lên đưa tay bắt dây cương quát ngươi bắt quý nhị nương đi chu thất lang vốn hay nói dối lập tức nói liên thoáng dương tam lang sao lại nói ta bắt nàng rõ ràng tứ ca làm ngựa kinh hoảng ta sợ vó ngựa dẫm vào nàng nên mới cứu nàng lên ngựa ai ngờ ngựa của ta cũng hoảng loạn chạy ra ngoài ta lòng tốt cứu nàng trên đường gặp kẻ không biết lý lẽ đẩy nàng xuống ngựa ta lo lắng người nhà nàng sốt ruột nên vội quay về báo tin nghe lời hắn dương tĩnh đình có sức lực chỉ vào quý diệu đình nói nghe chưa rõ ràng huynh đệ của ta cứu muội muội ngươi quý diệu đình khó phân biệt thật giả chỉ muốn tìm lại quý anh anh quý đại ca đừng lo ta sẽ tìm nàng về dương tĩnh uyên nói xong liền thúc ngựa đuổi theo hướng chu thất lang thấy dương tĩnh uyên đi chu thất lang cười nhếch miệng nghĩ rằng đối phương nhiều người như vậy, tốt nhất là đi cùng một lượt. Dòng sông lưỡng lờ chảy về hướng đông, cây liễu ven sông đã héo úa một nửa. Quý anh anh bẻ một cành liễu, nhẹ nhàng xé, những chiếc lá khô vàng rơi khỏi cành. Trên đê, một chiếc xe ngựa che ô chậm rãi tiến tới. Triệu thân thị căng thẳng vén rèm cửa sổ nhìn về phía bờ sông. Bà Vũ, bảo phu xe đi chậm lại chút. Cố ma ma thở dài khuyên. Phu nhân, đi nhanh hơn chút, nhị lang quân sẽ cảm kích sự chu đáo của người. Đơn độc gặp gỡ, cũng chỉ là vậy, sao không làm cho đẹp hơn chút? Triệu thân thị trong lòng bất an, nghe lời khuyên, nàng thả rèm cửa sổ xuống, tự an ủi. Cũng được, nhà ta vẫn còn dùng hoán hoa phường để nhuộm sợi tơ. Đi thôi, nhị lang đã hứa với tổ phụ, hắn hiểu rõ nàng nhẹ. Nhìn chiếc xe ngựa tăng tốc, cuối cùng khuất xa tầm mắt. Triệu Tu Duyên mới mở miệng. Anh anh, may mắn gặp được ta. Ngươi yên tâm, lần sau Chu Thất Lang dám tới Tam Đạo Yển, ta sẽ cắt đứt chân hắn. Nếu trước đây, quý anh anh chắc chắn sẽ bật cười. Nhưng hôm nay nàng không cười, chỉ cầm những chiếc lá khô trong tay. Gió thổi la liễu vào sông, nàng cứ nhìn chăm chăm vào những chiếc lá trôi nổi. Sự im lặng ấy như một cây roi quất mạnh vào triệu tu duyên. Hắn không kìm lòng được mà đưa tay kéo nàng. Bằng, cành liễu quất vào tay hắn. Quý anh anh lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, hôm nay cảm ơn ngươi. Hôm nay là ngày tốt của Triệu gia các ngươi, ngươi hãy mau đi theo mẫu thân, đừng chậm trễ." "Anh anh, đừng như vậy." Triệu Tu duyên hiểu, "Quý anh anh đã biết hết." Trước đây, Quý anh anh sẽ nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt mắng hắn bội bạc, quên đi tình nghĩa. Triệu Tu Duyên thà rằng nàng khóc lớn và làm ầm lên. Hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn tin rằng dù quý anh anh đau lòng, nàng cũng sẽ hiểu. Nhưng nàng không làm vậy, đôi mắt quý anh anh trong suốt như nước sông, không chút phẫn nộ. Triệu Tu Duyên không ngờ hôm nay lại gặp quý anh anh trong tình huống này. Hắn càng không ngờ quý anh anh không khóc, không làm ầm. Hắn nhớ đến lời tổ phụ, trong lòng đầy áy náy. Xin lỗi ta là con trai trưởng của triệu gia, giấc mơ của triệu gia là cẩm vương, ta, ngươi có nỗi khổ riêng của ngươi, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Quý anh anh mỉm cười, chẳng lẽ nàng không khóc nháo vì không hận ta, một niềm vui tràn lên trong lòng triệu tu duyên, hắn liều lĩnh ôm nàng vào lòng. Anh anh, ngươi không giận ta. Cánh tay hắn rất mạnh, hơi thở hắn vẫn quen thuộc. Quý anh anh nằm trong lòng hắn đột nhiên muốn khóc, nàng giơ chân lên đạp mạnh. Ai ra? Triệu tu duyên kêu lên, dù không đau lắm, hắn vẫn khoa trương ngã xuống đất, kêu la như bị đạp rất đau. Dần dần, hắn ngừng lại, quý anh anh lặng lẽ nhìn hắn, không nhúc nhích, triệu tu duyên hoảng hốt, không kìm được gọi nàng. Anh anh, tên của ta, ngươi không thể gọi nữa, sau này gọi ta là quý nhị nương, ta hẹn ngươi 15 tháng 8 ở hoán hoa khê gặp nhau. Ta đã nói, nếu ngươi không thể cưới ta, nói một tiếng, ta sẽ không dây dưa. Ngươi có nỗi khổ tâm riêng, ta sẽ không ép buộc, cũng không hận ngươi. Mỗi người một đường, ai đi đường nấy." Quý anh anh nói xong ba câu này, chỉnh lại vạt áo, cúi chào, rồi không chút do dự nâng váy đi về phía đê. Triệu Tu duyên kinh ngạc nhìn nàng, nàng định ra khỏi cuộc đời hắn sao? Nàng muốn bỏ hắn để sống cuộc đời an nhàn của nàng. Nàng còn muốn lấy người khác? Một luồng nhiệt huyết trào lên, hắn bước nhanh đuổi theo nắm lấy cánh tay nàng. chương 55 Bờ sông vắng vẻ, không một bóng người, cây liễu và cây hòe mọc trăng chịt, lặng im nghe triệu tu duyên gào thét. Người mà ta thích đều là giả sao? Ta đã thức trắng đêm không ngủ, lo sợ ngươi không chịu nổi mà khóc lóc, buồn bã tuyệt vọng. Ngươi lại không hợp tác, bình tĩnh đến là, ngươi có tâm sao, ngươi thực sự có tình cảm với ta sao, sao ngươi có thể rắc muối vào vết thương của ta, trước mặt ta lại nói muốn gả cho người khác, vui vẻ sống qua ngày. Ta không cho phép, ngươi nghe rõ đây, ta không cho phép. Từ khi vào sân nhỏ của triệu lão thái gia, triệu tu duyên đã phải khổ sở đè nén chính mình. Hắn có lỗi gì, hắn đã có thể nhường vị trí gia chủ triệu gia cho đại đường huynh. Hắn có thể nhẫn nhịn, để phụ thân lúc còn trẻ khỏe mạnh quản gia, nhường cho nhị thúc. Để mẫu thân giao việc bếp núc, chịu đựng bị thầm thầm đè ép cha mẹ không có bản lĩnh, cũng như cha của hắn. Hắn có thể làm gì? Vì lấy quý anh anh, nhường đại phòng để gia đình khinh bỉ, phải chuyển ra nguyệt cầm đường sao? Hắn còn có một đệ đệ nhỏ, tương lai, thất lang lớn lên sẽ nhìn hắn, người huynh trưởng này như thế nào? Hắn sẽ bị đâm gãy xương sống, bị nước bọt làm chết đuối. Triệu tu duyên đè nén cảm xúc cuối cùng bộc phát, hắn không chú ý mình đang dùng bao nhiêu lực trên tay, cũng không chú ý quý anh anh đau đến mức mồ hôi chán hắn lắc nàng nói ra những gì không thể đối diện nói hét lên những nỗi khổ tâm nhất đúng vậy nàng cũng biết mà nàng thực sự không trách hắn nàng từng oán trách triệu tu duyên không hiểu mình nhưng so với tình thế khó xử của hắn điểm oán hận này thật bé nhỏ không đáng kể cánh tay đau như muốn bị cắt đứt quý anh anh cố gắng chịu đựng có lẽ nỗi đau này giúp nàng giữ được sự tỉnh táo Ngươi nghĩ ta phải làm sao? Quý anh anh mở miệng. Ta có thể làm gì đây? Tu duyên ca ca, chúng ta không có duyên phận. Ta thực sự không trách ngươi. Ngươi buông tay đi, an tâm mà lấy tiểu thư nghiêu ra. Triệu tu duyên thờ hồn hển, gọi quá to và nói quá nhiều khiến đầu hắn choáng váng. Hắn không biết làm sao quý anh anh có thể dẹp yên cảm xúc xô trào của mình. Nàng lại bảo hắn an tâm lấy tiểu thư nghiêu ra. Không, nàng nói nàng muốn gả cho người khác hắn kéo quý anh anh vào lòng ôm chặt ngươi là của ta của ta của ta quý anh anh bị hắn siết chặt không thừa nổi nàng nghe tim hắn đập loạn nhịp triệu tu duyên như điên cuồng làm nàng cảm thấy xa lạ và sợ hãi nàng làm sao lại là của hắn được họ không thể cưới nàng cũng không thể gả nàng muốn nói rõ ràng tình nghĩa từ trước đều giữ dưới đáy lòng có lẽ khi già rồi còn có thể nghĩ lại thời niên thiếu khinh cuồng Nàng không trách hắn, hắn còn muốn nàng như thế nào nữa? Ngươi thả ta ra, ta không, ngươi là của ta, triều tu duyên, ta sẽ không thả ngươi đi, tuyệt đối không. Quý anh anh không thể thoát ra, mặt áp vào ngực hắn, nghẹn thở đỏ cả mặt, lời nói tắc nghẹn trong ngực. Nàng không cách nào hô hấp, tay nện vào ngực hắn dần dần yếu đi. Trốn bên cạnh nghe hai người tranh cãi, Dương Tĩnh Uyên mải mê nhìn bầu trời chờ khi hắn không nghe thấy tiếng của quý anh anh liếc nhìn qua thì thấy nàng ngã sụi lơ hai tay vô lực rủ xuống hắn ngẩn người cảm giác xấu dâng lên trong lòng chạy nhanh tới nắm lấy cánh tay triệu tu duyên kéo ra đỡ lấy quý anh anh hắn vỗ vỗ mặt nàng uy tình thân thể bỗng nhiên thoải mái không khí mới mẻ tràn vào miệng mũi quý anh anh hít quá nhanh ho khan lớn Dương Tĩnh Uyên thấy nàng thở khó khăn, mặt nghẹn đỏ, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Hắn đỡ Quý Anh Anh dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn Triệu Tu Duyên với ánh mắt giận dữ. Ngươi muốn nghẹn chết nàng sao? Ngươi là ai? Đột nhiên bị Dương Tĩnh Uyên đẩy ra, Triệu Tu Duyên cuối cùng khôi phục lý trí. Hắn không nhớ đã gặp Dương Tĩnh Uyên ở Hoán Hoa Khê. Nhìn thấy hắn đỡ tay Quý Anh Anh, hắn chỉ muốn chặt cái tay đó. Quý anh anh thoát khỏi cơn mê muội ngắn ngủi, từ từ thở nổi. Nàng mở mắt, nhận ra người kéo mình ra khỏi lòng Triệu Tu Duyên là Dương Tĩnh Uyên. Người sao lại ở đây? Anh của ngươi bảo ta đến." "Anh của ta? Ồ, oh, ca ca đang vội muốn chết." Quý anh anh vội đứng lên, lúc này nàng mới nhớ ra mình đến đây như thế nào. "Anh anh, ngươi nhận ra hắn?" Sự quen thuộc giữa hai người làm Triệu Tu Duyên cảm thấy khó chịu. Không đợi Quý anh anh trả lời, Dương Tĩnh Uyên chắp tay nói. Ít tô thành, Dương Tĩnh Uyên. Trang phục hoa gấm xanh biếc như biển, vạt áo và ống tay áo thêu tinh tế, không ngừng đầu cầm tú. Một ngàn bảy trăm quán tiền, triệu tu duyên lập tức phán đoán. Ngươi ở Dương Gia ngõ hẻm, tài hạ là tam lang của Dương Gia. Dương Tĩnh Uyên không giấu giếm. Quả thật là con em Dương Gia, triệu tu duyên trong lòng dâng lên sự căm thù và cảnh giác, trầm giọng nói ta đang nói chuyện với nhị nương của quý gia, không biết Dương Huynh đến đây có việc gì. Dương tĩnh huyên quay sang nhìn quý anh anh. Ta hứa với đại ca của ngươi dẫn ngươi trở về. Ca ca đang lo lắng đến muốn chết, quý anh anh vội vàng chạy về gặp quý diệu đình. Trước mặt Dương tĩnh huyên, nàng không nên nói thêm gì với triệu tu duyên nữa. Nàng nhìn hắn một cái. Triệu nhị lang, ca ca ta đang đợi lo lắng. Ta đi đây. Nàng không gọi hắn là tu duyên ca ca nữa nàng gọi hắn là Triệu Nhị Lang. Xa lạ như người dưng, Triệu Tu Duyên lập tức tức điên lên, chỉ vào Dương Tĩnh Nguyên giọng run rẩy. Anh anh, ngươi muốn đi với hắn. Nếu không thể cùng ngươi cưỡi trở về sao, ngươi đã đính hôn với tiểu thư Nhiêu Gia. Tiểu thư Nhiêu Gia nhất định sẽ đến xem Triệu Gia đoạt được Cẩm Vương. Vốn là chuyện của ngươi và ta biết, giờ lại càng làm người khác hiểu lầm hơn. Quý anh anh nhẹ gật đầu. Ta đi. Ba chữ, nàng chỉ nói với mình ba chữ đó nàng không giải thích tại sao lại biết dương tĩnh uyên nàng muốn cùng dương tam lang cưỡi trở về đúng rồi cẩm vương là con em dương gia lại còn tuấn tú thế này triệu tu duyên cảm thấy ngực như vỡ ra gió mát thổi vào trong trong lòng liên tục nhắc thì ra là nàng nhanh chóng tìm được cành cây cao để rửa thì ra nàng sẽ không vì mình mà khổ sở hắn miệng khẽ mở yên lặng nhìn nàng ánh mắt hắn đầy bi thương Quý anh anh cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng cảm nhận nước mắt đang trực trào. Nàng quay đầu đi. Dương Tam Lang, bạch mã của ngươi đâu? À, nàng ngay cả ngựa trắng hắn cưỡi cũng biết. Hắn đêm đêm đuổi theo, mỗi đêm trước khi mệt mỏi ngủ cũng nhớ đến nàng. Nàng lại biết không thể gả cho mình, xoay người tìm người khác. Triệu tu duyên đột nhiên xoay người, tháo dây cương trên cây, leo lên ngựa, cất vó mà đi. Gió sông thổi đến, triệu tu duyên nhìn con đường phía trước trong mắt trào nước mắt ngươi không nghe ta nói tương lai đừng oán ta hắn cứ thế mà đi quý anh anh buồn bã nhìn bóng lưng triệu tu duyên cho đến khi hắn biến mất trong tầm mắt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn